Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy của Robot. Ở trong video này là mình sẽ dùng Aimochi để dẫn ba con Ochokoshi của team mình ra chủ giữa và áp đảo cái địch ở chủ giữa anh em nhé. Ở trong cái video này cũng là một cái video về giveaway the game lần thứ hai được tổ chức bởi Huy của Robot em nhé. Nếu như anh em nào mà mua hàng ở trên webshop của Goldrobot thì hãy nhập cái code là HuyWR để mà ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều kinh phí để mà tạo thêm nhiều cái giveaway về The Game mỗi tuần cho anh em nhé. Sắp tới giá bán The Game ở trên webshop sẽ được chỉnh trở lại, có thể là rẻ hơn ở trong game rất là nhiều, cũng như là nhập cái mã code HuyWR sẽ giảm giá từ 3-5% hoặc là nhiều hơn anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ. Thì ở trong trường hợp vừa rồi ấy, là mình đã dẫn cái team của mình ra cái trụ giữa, nhưng mà có một người bạn ấy, một số người bạn là anh ta dùng Ochokochi và lao lên nhà địch, mà anh ta thay vì cái điều đó mà anh ta không có giữ lại cái trụ giữa. Nhẽ ra ấy, là cái vị trí trụ nhà địch ấy, là sau khi mà team của mình mà có được nhiều cái con Ochokochi ở trụ giữa nó giữ đẩy địch ra, thì nhiệm vụ của mình mới là cái người mà qua nhà địch để câu lượng sát thương. Nhưng mà trong trường hợp vừa rồi là team không có một cái sự ăn ý, cho nên là team mình là họ qua cái nhà địch đó mà họ không giữ được cái trụ này. Mình ấy là đã kéo, là dùng con Aimochi để mà kéo cái team của mình ra cái trụ giữa để mà hất bay địch ra để mà giữ được cái trụ. Nhưng mà đây ấy là cái thời điểm này là một cái thời điểm mới mà khi mà chúng ta sử dụng một cái chiến thuật này, cho nên là team vẫn chưa không có sự ăn ý, cũng như là họ ham lao lên quá mà họ không thể mà nào mà biết được một cái tầm quan trọng của cái việc mà dùng Ochokochi hất cái địch ra và giữ lại được cái trụ giữa. Như vậy ấy, thì nó không có bị áp đảo như bây giờ. Như vậy nhẽ ra là chúng ta sẽ không có bị thua như vậy em nhé. Nhưng mà team mình ấy là bây giờ là do lắm mấy cái chủ giữa rồi. Bây giờ là chúng ta chỉ có một cái cách mà để giật được lại cái sự chiến thắng ở cái meta này. Sau khi mà mất một cái chủ ấy, để mà giết được một cái con Titan thì nó cực kỳ khó ở cái meta này. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ súng lửa của cái con Titan ấy là nó đam to, nạp tàu mẹ nhanh, cũng như là có một cái tàu mẹ Avalon ở cái meta này, thì một cái con Titan ấy nó càng bắn càng khỏe, càng bắn nó càng trâu hơn anh em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà có thể diệt được cái con Titan. Thì bây giờ chỉ có một cái cách là chơi là cái bộ súng loa của Titan anh nhé, thì mới có thể diệt được Titan anh em ạ. Như ở trong những cái phút vừa rồi ấy, là mình đã là diệt được một vài con Titan, thì em có thể nhìn thấy được là bây giờ ấy, ngoài cái những cái con như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái con robot cũ không thể nào mà ngờ tới là nó có thể dùng được ở trong những cái hiện tại ấy, là bây giờ là có Loki này, xong rồi có Skyros này, rồi có Demeter. Thì những cái con robot như vậy ấy, thì nó mới có thể là dùng được ở trong cái meta hiện tại. Bởi vì những cái con robot mạnh như là có thể là robot mới như là con Sơn Lâu này, như là con Kyria, thì bây giờ không thể dùng nổi luôn em ạ. Không thể dùng nổi luôn, bởi vì là bây giờ là meta Titan quá là trâu. Những cái con robot đó mà gặp Titan là không thể sống được nổi vài giây luôn em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải là sử dụng ấy, là những cái con robot có cái dạng tanh mà tanh trụ được thể nhanh nhé, như là cái con Skyros này, con Loki này. Bây giờ đã chiếm lại chỗ giữa rồi em ạ. Anh em thấy chưa? Đoạn đầu ấy, là chúng ta nếu mà chúng ta mà chiếm được cái trụ giữa thì những cái phút sau nó không có hề vất vả như vậy em ạ, mà chúng ta có một cái sự áp đảo cơ đó. Có bây giờ là cái thanh trụ của mình ấy là chỉ còn là khoảng 70% thôi đó. Bên địch ấy thì họ là có một cái thanh trụ nó nhiều hơn. Nghĩa ra ở cái đoạn đầu ấy, là xuất phát cái con Aimochi để mà team của mình có một cái sự áp đảo ngay từ đầu, chứ không có hề thua như vậy em ạ. Nhưng mà team của mình ấy là do là thiếu con Ochokochi, cũng là sử dụng cái con Dragon thì tan to, là nạp cho mẹ nhanh, rồi nạp cái Titan nhanh, nhưng mà sao mất cái trụ rồi thì nó có ý nghĩa gì đúng không em? Cái ý nghĩa quan trọng nhất ấy là chúng ta phải cần là chiếm được cái trụ giữa từ đầu bằng một cái cách là dùng Aimochi ra để mà dịch chuyển là cái ba con Ochokochi, mà ba con Ochokochi này không cần phải dùng kỹ năng chạy nhanh để mà ra chỗ giữa, mà khi mà mình dịch chuyển con Aimochi ra chỗ giữa là ba con Ochokochi này
là nó vẫn còn một cái kỹ năng, cũng như là còn một cái kỹ năng là 50% máu nạp lại kỹ năng nữa, thì chúng ta hoàn toàn tự tin có thể hất địch, hất toàn bộ địch ra khỏi cái trụ giữa bằng ba con Ojuchi đang có kỹ năng sẵn sàng em nhé. Đó là một số những cái chia sẻ như vậy. Thì bây giờ là ở trong một cái tình huống, bây giờ là team của mình đã có một cái lợi thế rồi, nhưng mà ở một cái meta hiện tại, khi mà chúng ta mà bị thua nhá, ở trong cái trận này là mình vẫn còn mà kịp thời mà gỡ lại, là không bị thua cơ. Chứ còn mà địch ấy mà còn câu kéo được một cái khoảng thời gian lâu mà mình mới có thể chiếm lại được ba trụ ấy, thì lúc đó là chúng ta sẽ phải là hủy cái con Titan này ra. Bởi vì cái con Titan Titan này ấy, là nó rất là khó mà để hạ gục được cái con Loki cũng như là cái con Skyros, mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng là cái con robot, sử dụng là cái bộ súng điện. Ví dụ như là đa gần bộ súng điện đi, là một trong những cái CF trang bị mà đáng dùng nhất để mà trị cái con robot ở trong những cái giai đoạn cuối game. Khi mà cái con Titan của địch đã bị hạ gục thì họ sẽ sử dụng ấy, là cái con Skyros này, Loki này, rồi Ultimate Fenry. Thì Titan ấy, thực ra Titan rất là khó để hạ gục Skyros này, chứ đừng có nói là Fenry mà. Fenry tuy là nó là một con robot như vậy ấy, nhưng mà nó, nhiều anh em cũng biết được là mình đã sử dụng là một cái con Fenry có thể cân được vài con Titan luôn, nhưng mà nó lại rất khó đỡ một cái con Dragon hoặc là nhiều những con robot khác sử dụng là cái bộ súng điện anh em nhé. Bộ súng điện và bắn cái con Fenry, Ultimate Fenry nhá, và Titan cùng bắn thì mới có thể hạ gục được. Chứ còn tuy là như vậy mà chúng ta sử dụng cái bộ súng loa này mà bắn vào cái con Ultimate Fenry thì nó lại là không đủ đam em ạ, không đủ đam luôn. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải lưu ý là như vậy, ở cái dạng cuối game ấy là mình sẽ phải giết được cái con Luchador cuối cùng rồi đi, là cái con Titan cuối cùng của chiến địch. Sau đó là mình sẽ hủy cái con này đi, cái con Ephelon này đi, và sau đó là mình sẽ thay vào đó là một cái con robot là đang gần một súng điện để mà có thể diệt này mỗi con Loki nó đang có me cái trụ giữa của mình. Thì chúng ta có thể lựa chọn là 6 khẩu súng điện cho Dragon, cũng như là 4 khẩu súng điện, 2 khẩu súng Ultimate Halo cũng được luôn em ạ. Đó là một số những cái cách mà có thể lựa chọn được. Mình sẽ đuổi cái con này đi, rồi chủ sữa chắc chắn là đã chiếm được rồi. Đó, vừa rồi là do team của mình do sơ hở, cho nên là cái con Dragon, cái con Loki này nó mắc vào trụ em ạ. Cho nên là chúng ta cần phải biết là ở trong những cái giai đoạn cũng meta hiện tại ấy, là cái trụ nhà hoặc là một số những cái trụ nó cực kỳ quan trọng luôn, mà chúng ta mà chỉ cần sơ hở một chút thôi là ở trong cái meta Titan tanh bây giờ ấy, là nó giữ một cái trụ hoặc là cái con Ultimate Fenry nó giữ trụ là coi như là chúng ta không thể lấy được, không thể nào mà chắc chắn lấy lại được cái trụ trong vòng vài phút em thấy chưa. Cái con Ultimate Fenry này team mình bắn nãy giờ nó không bị chết luôn, nhưng mà đa gần tới bộ súng điện tới thì nó lại có thể diệt được con Ultimate Fenry với một cái lượng đam cực kỳ khỏe. Một khẩu súng điện là đam là 300.000 đam nhân với 6, và kích đam lên nữa thì đam cực kỳ to luôn. Đó, vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ về cái cách mình có thể diệt được nhanh chóng ở cái meta hiện tại, cũng như là ở trong cái video này là giveaway 500 The Game lần thứ 2 em nhé. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem cái video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.